Thủy đón chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị và các bạn, xem tử vi cho tuổi Quý Hợi 1983 trong năm 2023 Quý Mão này sẽ giúp bạn nắm rõ được vận thế tốt xấu của mình trong năm 2023. Qua phần luận giải chi tiết tử vi cho tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 trong năm 2023 Quý Mão, quý vị sẽ biết được vận hạn, khó khăn cũng như cơ hội của mình, từ đó có những bước đi chính xác và vững chắc cho năm mới. Tử vi của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 sẽ giúp cho quý vị có cái nhìn toàn cảnh về bốn phương diện chính là tiền bạc, công danh sự nghiệp cũng như tình duyên gia đạo và sức khỏe. Để có được những luận giải này, thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt đã dày công nghiên cứu về tử vi, sao hạn và sao chiếu theo năm của những người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 mà luận giải. Qua việc xem tử vi, thầy Gia Cát cũng sẽ tiết lộ cho thiên cơ quý vị, giúp quý vị có những bước đi đột phá trong năm 2023 Quý Mão, đồng thời cũng chỉ ra phương pháp hóa giải, sao hạn tử vi cho quý vị. Sau đây là phần luận giải về tử vi năm 2023 Quý Mão cho những người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng sao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Quý Hợi sinh năm 1983 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 năm Mạng trong năm 2023. Vận trình năm 2023 của người Quý Hợi khá lý tưởng, con giáp này đường công danh có quý nhân nâng bước, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, có nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức, lương bổng cũng cao hơn. Trong chuyện tình cảm, Quý Hợi nếu còn độc thân thì vận đào hoa khá ảm đạm, khả năng cao vẫn còn cảnh chăn đơn gối chiếc. Hay lắng nghe lời khuyên bảo của mọi người, nhân duyên không có nhiều, đừng đòi hỏi những thứ vượt xa tầm với của mình. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Quý Hợi 1983 năm Mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao Thái Dương, vận hạn toán tận, hạn tam tai, năm Mạng không phạm tam tai, hạn hoàng ốc, phạm hoàng ốc, kim lâu không rơi vào kim lâu. Về địa chi, Hợi gặp Mão tạo cục diện tam hợp rất tốt, ví như gặp được quý nhân giúp sức, công việc làm ăn suôn sẻ, có nhiều khởi sắc cả về tiền bạc và tình cảm. Xét về mối quan hệ thiên can, Quý Âm Thủy gặp Quý Âm Thủy là tỷ kiên, nghĩa là tùy hòa với bản mệnh. Trong năm nay, những người tuổi Quý Hợi cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình, cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Quý Hợi sinh năm 1983 cần chú ý tháng Đinh Tị, tháng Tư âm lịch, từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 17 tháng 6 năm 2023. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Quý Hợi sinh năm 1983. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Quý Hợi sinh năm 1983 năm Mạng. Trong năm 2023, năm Mạng Quý Hợi sinh năm 1983 gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương là một cát tinh thuộc hành hỏa, là một phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới. Sao Thái Dương là đệ nhất cát tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Khi gặp sao này, nhờ vượng khí cắt lợi khiến cây khô cũng phải đâm chồi nảy lộc. Khi sao Thái Dương chiếu đến sẽ có những tác động đến mệnh chủ như làm ăn được phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán. Trong năm mà gặp sao Thái Dương chiếu mệnh thường có cơ hội thăng quan tiến chức, danh vọng uy tín, tên tuổi hiển hách lẫy lừng. Giai đoạn thuận lợi nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch là hai tháng đại cát. Hóa giải, làm lễ cúng sau dài hạn vào 11 đến 13 giờ ngày 27 âm lịch hàng tháng, vì thời điểm này là khoảnh khắc sao Thái Dương đang viên chiếu sáng nhất. Chính lúc này sẽ có Đức Nhật cung Thái Dương, thiên tử tinh quân sáng trần. Chuẩn bị đồ cúng bao gồm hương hoa, trà quả, nước, chầu cau, 12 ngọn nến, đinh tiền vàng, mũ vàng và muối gạo. Lưu ý đồ lễ tất cả phải là màu vàng, trường hợp có màu khác thì phải dùng giấy có màu vàng bọc vào. Chuẩn bị bài vị có màu vàng ghi chữ Đức Nhật cung Thái Dương, thiên tử tinh quân, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Vì sao Thái Dương là mặt trời, chủ về nhiều điều tốt đẹp, nhưng có điều sau này có phần kỵ và mang tai ách đến với nữ giới. Mặc dù không quá nặng nhưng nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao Thái Dương nhằm mục đích hóa giải tai ách.
Cụ thể nên đeo những trang sức hay đá quý có màu vàng hoặc màu nâu như đá thạch anh tóc nâu, thạch anh tóc vàng. Trường hợp gia chủ là nam giới được sao thấy dương chiếu mệnh để tăng gấp đôi, gấp ba hay gấp nhiều lần sự may mắn thì gia chủ nên sử dụng những đá quý, trang sức thuộc hành hỏa, hành mộc. Ví dụ như đá thạch anh tím, thạch anh đỏ, vòng tay ngọc, miên ma. Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 năm mạng năm nay gặp hạn toán tận, chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài ngộ chúng. Có một câu thơ diễn nghĩa về hạn này như sau: toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Như vậy hạn này rất kỵ với nam giới, thường xảy ra những tai nạn đột ngột, bất khả kháng, cũng rất khó để đề phòng. Đây là một hạn lớn gây ra thiệt hại nặng nề về tiền bạc và tài sản, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gia chủ cần hết sức chú ý. Hóa giải, vô toán tận là đại hạn chủ về tài sản, tiêu hao tài sản mà không dự tính trước được. Mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất gia chủ không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Không những thế còn tránh được tình trạng xây sát nguy hiểm tính mạng khi bị kẻ xấu giật đồ. Mọi việc trong cuộc sống như tình cảm, gia đình, vợ chồng, các mối quan hệ nên cẩn thận và chú ý hơn. Bởi năm gặp đại hạn toán tận không nhẹ thì nặng, chắc chắn tai nạn bất ngờ sẽ kéo đến. Sau đó gia chủ nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Luận tử vi Quý Hợi sinh năm 1983 năm mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, sức khỏe của gia chủ trong tháng đầu năm nay không được tốt, cần chú ý các căn bệnh tuổi già. Tháng 2, đây là tháng công việc làm ăn của những thành viên trong gia đình gia chủ Quý Hợi không được tốt, bên cạnh đó có kẻ phá hoại. Tháng 3, gia chủ sinh năm Quý Hợi, tháng này quý nhân giúp đỡ, công việc theo đó cũng thuận lợi, trong gia đạo đón nhiều chuyện buồn phiền. Tháng 4, đón tin vui về việc thêm người thêm của trong tháng này, bên cạnh đó còn có tài lộc đưa tới cho quý các bạn. Tháng 5, mối quan hệ các thành viên trong gia đạo của gia chủ trong tháng 5 không được tốt, thiếu hòa khí, ngoài ra sức khỏe cũng không được tốt. Tháng 6, đây là tháng mà gia chủ hết sức cẩn thận trong việc di chuyển, đi lại, sẽ hạn chế được những tai nạn. Tháng 7, trong tháng này tiền bạc của gia chủ Quý Hợi có sự hao tán nhiều, bên cạnh đó đừng ăn uống kém. Tháng 8, sức khỏe gia chủ tháng này không được tốt, chú ý các bệnh liên quan đến tê thấp, nhức mỏi chân tay. Tháng 9, tiền bạc trong tháng này có sự hao tán nhiều, công việc con cháu trong nhà tháng này có sự thay đổi. Tháng 10, khi đi ra ngoài, may mắn gặp được quý nhân giúp đỡ nên công việc gì cũng được hanh thông. Tháng 11, trong gia đạo của gia chủ có chuyện buồn đưa tới, ngoài ra khi xuất hành cần chú ý xe cộ. Tháng 12, nhờ được âm phù dương trợ, gia chủ Quý Hợi năm mạng gặp khó khăn cũng dễ dàng vượt qua. Tổng kết tử vi Quý Hợi sinh năm 1983 năm mạng trong năm Quý Mão 2023 về sự nghiệp. Năm 2023 Quý Mão, tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 sẽ mở ra sự may mắn trong sự nghiệp. Sức mạnh tích lũy trong giai đoạn năm ngoái sẽ được thể hiện trong năm nay và bạn sẽ giành được sự công nhận từ ban lãnh đạo với màn trình diễn xuất sắc. Khen thưởng và tăng lương sẽ đạt được mà không cần nỗ lực. Bạn được nên thận trọng với lời nói và hành động của mình và đừng tự mãn vì thành công tạm thời, hoặc sếp của bạn có thể coi bạn là quá nóng để đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng. Được tam hợp quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp sẽ phát triển không ngừng, không gian phát triển sự nghiệp rộng lớn, tiền đồ sáng lạn, quyền lực và thu nhập đều tăng, thực tế thì công chức phát triển thuận lợi nhất. Về tài chính, tài lộc của người tuổi Quý Hợi năm mạng không có biến động nào quá lớn, bạn có thể thu được khoản tiền lời lãi từ những mối đầu tư trước đó, tuy không quá lớn nhưng đủ để bạn thấy tin tưởng và đi tiếp con đường mình đã chọn. Người làm ăn kinh doanh có thể mở rộng làm ăn, mở rộng mạng lưới khách hàng. Nếu bạn giữ được chữ tín, buôn bán sản phẩm có chất lượng thì ắt lấy được lòng tin của mọi người, mọi việc buôn bán có nhiều khởi sắc. Về sức khỏe sẽ kém khả năng quan trọng trong năm nay. Các nhiệm vụ khó khăn có thể khiến bạn trở nên cáu kỉnh trong công việc và để bạn thức khuya vì làm thêm giờ. Do đó bạn nên chú ý hơn đến các vấn đề về thể chất của mình và bạn thường xuyên kiểm tra hơn. Về khía cạnh sức khỏe, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe hơn năm ngoái. Các gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt tuổi Quý Hợi sinh năm 1983.
Về tình cảm gia đạo là năm hợp thái tuế, đào hoa của mệnh chủ Quý Hợi sinh năm 1983 tăng lên. Người độc thân tuổi Ngọ có thể thông qua xã giao, du lịch, công tác để gặp mối nhân duyên bất ngờ, cũng có thể nhờ bạn bè làm mối tạo thành cơ hội mới. Người đang yêu năm nay tình cảm có thêm một bước mới ngọt ngào mỹ mãn. Nhưng nước đầy ắt tràn, mệnh chủ tuổi Quý Hợi năm nay hưởng thụ vận đào hoa xuất vượng, cần phải chú ý đào hoa ảo. Mệnh chủ Quý Hợi đã kết hôn thì nên chú ý chừng mực với bạn kết giao khác giới. Đừng cho người khác không gian tưởng tượng hoặc hấp dẫn họ để tránh ảnh hưởng tới danh dự của bản thân cùng sự ổn định của gia đình. Các gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Quý Hợi sinh năm 1983 năm mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tử vi tuổi Quý Hợi trong năm 2023 Quý Mão. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Quý Hợi. Qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong năm 2023, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.